Rồi anh Phi chào các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Đúng là tối luôn á các bạn. Anh Phi đang nhờ anh Phúc hỗ trợ ở tuyến 2 phía sau lưng. Còn bây giờ anh Phi sẽ tập trung vào cái món này. Đây là một cái chiếc điều khiển máy bay điều khiển từ xa với cái mã hàng là BF122-3D màu xanh của một anh khách hàng rất là thân thuộc và dễ thương của Abo. Tình trạng là như vậy, khi các bạn cắm sạc á, khi các bạn cắm sạc vào á thì nó vẫn lên đèn sạc nhưng mà nó không sạc pin vô được. Thì tình huống này nó bị cái bệnh gì? Sau khi tham khảo với bên kỹ thuật xong xuôi thì anh Phi mới biết nó bị một cái bệnh là gì? Pin liability nha. Khi các bạn xài mà bị kiệt pin luôn á, nó gọi là kiệt pin mà hết hẳn luôn á, là không sạc lại được, thì chúng ta sẽ phải dùng một cái viên pin mạnh hơn để chúng ta kích cho viên pin này. Thì cái viên pin trước mắt của các bạn đó chính là cái viên pin 7.4V của anh Phi. Để anh Phi để ở cửa hàng để anh Phi test cho những cái viên pin 7.4 khác, chẳng hạn như bị hết pin hay như thế nào đó. Pin này là pin khá xịn nha các bạn. Cái sợi dây ở đây nè, cái lớp nhựa ở đây nó rất là ok. Nhưng mà ở đây cũng còn một ít pin. Anh Phi cũng không có để cho nó quá mạnh đâu. Anh Phi sẽ thử cho các bạn xem. Cắm vô đây, ha, nó sẽ xoay nè. Nè, thấy không? Nó xoay nè. Nó sẽ làm cho motor xoay rất là đã. Đó, nó còn pin ở trong này. Thì anh Phi đang định thử kích pin coi coi nó có thể lên được hay không, để sạc được hay không. Đây là cái thao tác kích pin của pin 7.4 nha. Pin 7.4 mà nó lạ vậy đó. Khi các bạn xài mà kiệt pin là buộc phải kích lên. À, mà không kích được là kiểu như bỏ viên pin luôn. Cho nên anh Phi thường hay dặn các bạn là như vậy. Đối với những cái viên 7.4 ha, pin liability thì không có xài cho kiệt. À, khi mà nó có những cái câu chuyện chẳng hạn như là khi mà nó bay á, mà nó quạt cánh mà nó không thể nâng máy bay lên được, hoặc là nó chạy mà nó không có thể chạy quá nhanh mà nó cà tắc á, nó khật đó là nên dừng ha, dừng nó đi để cho viên pin gọi là nguội lại rồi các bạn hãy sạc. Đó, thì khi đó ở trong viên pin nó còn khoảng tầm từ 10-15% là các bạn đi sạc là hợp lý. Chứ các bạn đừng có để cho kiệt, ngay cả những cái viên pin tốt của anh Phi như thế này mà để cho nó kiệt hẳn luôn là sạc lại cũng không được. Hôm trước anh Phi phải bỏ một viên này nè các bạn. Anh Phi xài nó kiệt mà anh Phi không hay. Anh Phi để một thời gian anh Phi không sạc lại là nó kiệt hẳn luôn. Rồi là xong phim nha. À, còn khi mở chiếc máy bay này các bạn cần những cái con vít nhỏ như thế này các bạn mới mở được nha. Cho nên trong cái học đồ nghề của anh Phi luôn luôn có một cái con vít nhỏ như thế này. Thật sự là nhiều lắm các bạn, nhưng mà nó rớt nó mất dần hết rồi. Đấy, thì bây giờ anh Phi phải mở cái những cái con ốc này ra. Nhưng mà những con ốc này rất là dễ mất các bạn, nó nhỏ chiếu chiêu rồi các bạn ha, nó nhỏ chiếu chiêu rồi. Nó dễ mất lắm, cho nên là anh Phi sẽ phải sử dụng một cái cách khác nha. Là anh Phi có lụm được ở đây nè, một cái nó rớt vô trong này luôn à. Anh Phi có lụm được một cái viên hít. Trời ơi. Không được. Đây, anh Phi lấy ra. Đó, rồi nó nằm tát vô trong này luôn rồi các bạn ơi, chờ anh Phi xíu. Đây là một cục hít của anh Phi nè. Rất là hít nha. Rất bắt bắt. Ha, anh Phi đem đi hít mấy cái nàng. Bắt bắt bắt. Ha, hoặc là anh Phi để đây nè. Để anh Phi dặn nó ra để hít ha. À, tạo một cái điểm hít để lấy những con ốc này ra. Để nó mất là mất công lắm nha các bạn nhé. Nó mất là phải đi tìm đi mần mò mấy chiếc máy bay cũ mới lấy nó ra được đó. Anh Phi máy bay cũ thì anh Phi cũng có, nhưng mà anh Phi cất trên kho hết trơn à, nên nó là rất là mệt mỏi khi mà chạy lên trên kho để lấy nó xuống. Cho nên là anh Phi sẽ dùng cái cục hít này, là cái cục hít mà anh lụm. Không biết bạn khách hàng nào á đem tới cửa hàng rồi bạn khách hàng bỏ lại đây luôn, chứ đúng ra thì anh Phi sử dụng cái cục hít của cái loa các bạn, cái loa hát á. Đây ha, anh Phi lấy nó ra ở đây đó. Này ha, cục pin của nó này các bạn. Đây đó ha, đây là cục pin của nó. À, anh Phi thấy rồi các bạn, cái lý do của nó không phải là bị kiệt pin đâu, mà nó nè, nó bị gãy cái này nè. Cha căng à nha, thiệt sự căng luôn. Anh tưởng đâu cái clip này anh Phi sẽ làm về kích pin, ai dè đâu là nó bị cái vấn đề này nè. Nó bị cái vấn đề nè, nó lên đèn nè, thấy không đó. Vậy là nó bị gãy cái này các bạn ơi. Chà căng à ta, gãy cái này không thể dễ dàng gãy đâu ha, nó không dễ dàng gãy như vậy đâu. Đây là trường hợp mà anh Phi nay 40 tuổi đầu anh mới thôi, Phi mới thấy luôn á. Nó chơi vui thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải mở nó ra ha. Đừng có để cho dây âm dương nó chập nhau nha, dây âm dương nó chập vô nó nổ á. À này nè, nó gãy nè, thấy không. À, anh Phi không có phục hết được cho các bạn xem, nhưng mà nó gãy đó ha. Rồi ok, anh Phi sẽ tìm cách anh Phi làm. Tiếc là hôm nay không làm được về kích pin. À, về cơ bản là các bạn sẽ lấy cái viên pin này ra
các bạn hạ nó ra luôn. Xong rồi các bạn nối dây âm vô dây âm, dây dương vô dây dương. Các bạn làm nhanh thôi, các bạn để trong khoảng 5 giây thôi, 1, 2, 3, 4, 5 rút ra là nó sẽ mồi vô đây một ít pin. Nó dùng cái lượng pin mạnh, đủ mạnh để nó nhồi vô. À, nó tích cái điện này cho đủ, có bắt đầu cái nguồn á, giống như là nó tích giống như các bạn hút nước ra, bạn có nuốt nguồn kéo thì các bạn kích nó lên. Nhưng mà hôm nay thì nó dày rồi, anh Phi chỉ việc xử lý chỗ này thôi. Nhưng mà xử lý chỗ này không dễ dàng đâu các bạn. Anh Phi không có cái chì chuyên dụng để hàn cái này, cho nên rất là khó để hàn. Thôi thì tới đây thôi nha các bạn nhé, tới đây thôi anh Phi sẽ dừng lại, anh Phi sẽ không làm tiếp cho các bạn xem đâu, tại vì làm tiếp cho các bạn xem rất là nguy hiểm. Các bạn về nhà các bạn bắt chước hàn cái này, nó nổ là banh xác luôn. Cái cục nhỏ nhỏ này chứ các bạn làm mà nó chập điện nó nổ là banh xác nha. Các bạn ở nhà đừng tự làm như anh Phi nha. Rồi hôm nay thì các bạn biết được cấu tạo ở bên trong nó gồm có cái gì rồi các bạn thấy không? 1, 2 cái motor, 3 cái motor nè, rồi mấy cái đèn nè, rồi cái hệ bánh răng của nó nè các bạn thấy không? Rồi cái bo mạch của nó nè, cái bo mạch của nó nè. Có nhiều thứ ở trong này lắm nha. Cho nên các bạn gọi điện thoại mà hỏi anh Phi ơi, cái cánh này em nó không quay, cái này nó không bay lên, bị cái gì đó trong này, nó có nhiều thứ để bị lắm nè. Pin nè hư nè, motor đứng nè, bánh răng không ăn nè, trục cánh bị hư nè, nó có rất là nhiều thứ nó liên quan tới con này. Cho nên đừng bao giờ mà gọi điện thoại hỏi anh Phi khơi khơi là tại sao cái con em nó không bay lên. Rồi nó có rất là nhiều thứ để không bay ha. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ kéo cái ghế, anh Phi ngồi xuống để anh Phi xử lý chỗ này. Rồi tới đây thôi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé.